Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay cho các em tới cái bài 92 rồi đúng không? Bài này rất là hay. Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em bài 93 và 94 các em nhé. Ok, chúng ta đi sang bài 93. Ta có bài 93 các em. Cho tam giác ABC biết rằng ba cạnh của nó, câu A chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông. Thì để chứng minh một cái tam giác bất kỳ mà khi biết độ dài của ba cạnh nó là tam giác vuông thì các em áp dụng dùm thầy định lý Pythagore đảo. Định lý Pythagore đảo. Nếu các em chứng minh được cái độ dài lớn nhất BC ở đây bình phương lên mà bằng tổng bình phương của hai độ dài này cộng lại mà hai cái độ dài này bằng nhau thì chứng tỏ nó sẽ vuông, mà vuông ở đây là tại A. Khi đó BC này chính là cạnh huyền. Các em hiểu chứ nào? Như vậy thì ở đây ta có này, như vậy chúng ta sẽ câu A này các em, chúng ta sẽ tính bình phương thầy ba cạnh này lại lên cho thầy. Như vậy chúng ta có AB bình phương sẽ bằng 21 bình phương, ta tính ra được chưa? AC bình phương sẽ bằng 28 bình phương, được chưa? Thì thông thường những cái bài này chắc chắn là tác giả cũng đã tính toán cho em hết rồi. Đây các em. Dùng máy tính bấm này, 21 bình phương mũ 2 bằng 441, 28 bình phương ta tính luôn nha. 784 g. 35 bình phương 1225. Bây giờ các em sẽ lấy là 441 cộng cho 784. Thấy chưa? Các em thấy nó bằng 1225 không nào? Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là hai này cộng lại bằng ở đây bình phương. Có đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta suy ra, được gì? Ở đây chúng ta có là AB bình phương cộng cho AC bình phương thì nó sẽ bằng là 441 cộng cho 784 thì nó sẽ bằng 1125, thì đây chính là bằng BC bình phương. Không, như vậy chúng ta suy ra đây là AB bình phương cộng cho AC bình phương thì sẽ bằng BC bình phương. Vậy ta kết luận vậy cái tam giác ABCD không vuông đâu tại đâu các em? Vuông tại A theo định lý đảo của định lý Pythagore. Đó. Ok, rồi chúng ta đi sang câu B. Sau khi có rồi thì chúng ta nên vẽ cái hình ra. Tại vì người ta yêu cầu tính sin B và sin C. Thì vẽ cái hình và ký hiệu nhanh, cái bài này rất là dễ anh em ha. Mà cũng phải có cái hình để mà hướng dẫn các em được. Vuông tại A thì cho phía trên đây nha. Góc vuông. Rồi. Như vậy ở đây là A vuông ở đây các em, B, đây C. Như vậy cái độ dài tương ứng của nó là gì? 35, 21, 28 à. 21, 28, 35. Ở đây người ta yêu cầu tính sin B. Sin B ở đây các em. Vuông ở đây thì cạnh huyền đây, sin thì bằng đối. Góc ở đây thì chứng tỏ AC là đối này, đối chia huyền này, đối chia huyền chứng tỏ đây là sin. Sin B thì bằng AC trên cho gì? Các em, trên cho BC. Có đúng không? Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là 28 chia cho 35 sẽ bằng. Bằng 0,8 nha. Ở đây người ta yêu cầu tính sin B chứ không phải là tính góc B, nên ta không cần phải bấm shift sin ha. Tính sin C. Sin C là góc C ở đây. Góc C ở đây chứng tỏ AB là cạnh đối. Cứ góc ở đây thì cạnh đây sẽ là cạnh đối và BC là cạnh huyền. Như vậy nó sẽ bằng là AB trên cho BC thì sẽ bằng 21 chia cho 35. Không phải 6 nha. Xong. Rồi. Bài này các em có hiểu không? Bài này làm trong vòng khoảng 5 phút là xong thôi chứ. Nếu chúng ta biết cách. Chứ nếu các em để các em làm chắc cũng khoảng 10 phút nữa. Có không các em? 10 phút mà làm ra được bài này thì cũng giỏi rồi chứ. Đúng không? Để chứng minh cứ nhớ thầy, người ta cho cái độ dài của ba cạnh của tam giác bất kỳ, người ta yêu cầu chứng minh nó là tam giác vuông thì chúng ta phải áp dụng định lý đảo của định lý Pythagore. cứ lấy ba cạnh để bình phương lên, sau đó chúng ta cộng hai cạnh nhỏ lại mà bằng cái cạnh lớn đó, bình phương đó, thì chứng tỏ nó sẽ vuông ha. Rồi được chưa nào, chúng ta sẽ đi sang bài 94 các em nhé. Vuông rồi thì chúng ta vẽ hình có độ dài rồi tính rất là dễ ha. Ta đi sang bài 94 các em nhé. Cho hình thang ABCD, người ta đã cho nó chính là hình thang rồi nhé. Biết hai đáy AB của chúng ta bằng A, của CD chúng ta là bằng 2A, chứng tỏ cái đáy lớn này gấp đôi cái đáy nhỏ ha. Cạnh bên AD là bằng A, góc A người ta là vuông là 90 độ, chứng minh tan C là bằng 1. Bây giờ vẽ hình ra thì mình thấy được em ạ. Như vậy thì ở đây cho hình thang ABCD, như vậy thì ở đây thầy vẽ đúng cái độ dài kích thước của nó luôn, tại vì nó gấp đôi anh em ha. Rồi sự như ở đây thầy lấy nó là 2 đi, thì chứng tỏ ở dưới đây nó phải là mấy em, 4 không? Đó. Vuông ở đây được chưa, như vậy chứng tỏ A ở đây này vuông chỗ đây các em. Đây chính là A, B, C, D không, AB đây chính là A, còn CD chúng ta là 2A không, AD đây chính là A. Được chưa? Ở đây người ta yêu cầu tính là gì? Tan C. Tan nguồn góc C thì bằng 1 ở đây. Ok, như vậy thì bây giờ để tính được tan C ấy, thì để cái hình như này sao tính được em? Phải áp dụng trong tam giác rồi chứ, không tam giác vuông. Như vậy thì ở đây thầy sẽ kể cái đường cao thứ hai của mình. Đó chính là thầy hạ cái B, BH. Nó vuông góc ở đây, có được chưa nào? Thầy kể BH vuông góc với CD, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có AB thì song song với DC, phần góc A chúng ta bằng 90 độ, nên chúng ta sẽ suy ra cái góc D của chúng ta ở đây cũng bằng bao nhiêu các em? Cũng bằng 90 độ, cũng vuông ở đây, nên cái tứ giác này là hình gì các em? Ở đây cũng vuông này các em, là hình vuông, hình vuông, được chưa nào? Hình vuông thì ở đây AD của chúng ta là bằng A, thì chứng tỏ BH này cũng sẽ bằng A. Các em có hiểu không? Đó. Thì chứng tỏ ở đây DH của chúng ta cũng bằng A. Mà DC của chúng ta, cái đoạn DC này của chúng ta này là bằng 2A. Mà DH chúng ta là bằng A, chứng tỏ HC này lấy 2A trừ A thì đây cũng bằng A. Có đúng chưa nào? Như vậy khi đó chúng ta áp dụng trong tam giác vuông BHC, tan C, tan thì bằng đối chia kê này, tại vì vuông ở đây thì BC là cạnh huyền. Như vậy tan C thì bằng đối chia huyền. Như vậy bằng BH chia cho HC, nghĩa bằng A chia A thì bằng 1. Xong, ở câu A. Các em hiểu chưa nào? Đó, rất là đơn giản như đang giỡn thôi ha. Như vậy thì chúng ta có câu A này. Nhưng quan trọng khi chúng ta nhìn hình, chúng ta phải hiểu trước em ạ, nhìn hình. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ kể BH vuông góc với DC. Được chưa nào? Ở đây chúng ta có AB thì song song với CD, mà góc A của chúng ta là bằng 90 độ, nên chúng ta suy ra góc D này cũng sẽ bằng 90 độ. Bây giờ nghĩa là chúng ta lập luận để chứng minh cái anh này là hình vuông đó các em. Hiểu nào? Nên cái tứ giác ABHD là hình gì em? Là hình vuông. Là hình vuông. Chúng ta có thể giải thích ở đây là vì có 3 góc vuông và đồng thời có cặp cạnh bên của nó bằng nhau không? Vuông, và chúng ta có AB thì bằng với AD là bằng A. Đó, lập luận như vậy là thuyết phục nhất, được chưa nào? Nên ở đây chúng ta suy ra DH thì bằng với BH và bằng A. Và đồng thời gì? AB thì cũng bằng với DH và cũng bằng A. Ok. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Vị DC của chúng ta thì bằng DH cộng cho HC. Mà mục đích chúng ta đi tính HC nên ta suy ra HC sẽ bằng DC trừ cho DH. Như vậy bằng 2A trừ A thì bằng A. Có được chưa? Đó. Như vậy chúng ta có trong cái tam giác BHC vuông tại H, ta có như vậy tan của góc C. Tan của góc C thì nó bằng đối chia kề, nghĩa là bằng BH chia cho HC, đúng không nào? Như vậy bằng BH chia HC, mà BH ta là bằng A chia A, đây sẽ bằng 1. Như vậy thì tan C này sẽ bằng 1, điều phải chứng minh. Chúng ta hiểu cái đoạn này tại sao tan C bằng 1 chưa? Đó, chứng minh xong rồi đấy các em. Cái hình các em phải nhìn vào cái hình, các em hiểu nha. Sau đó các em lập luận, trình bày theo trình tự các bước đó. Được chưa? Đó. Ta đi sang câu B các em nhé. Câu B nha. Được chưa các em? Ok. Rồi. Ở đây câu B thầy vẫn để cái hình ở đây. Tính tỉ số diện tích của tam giác DBC. Được rồi. DBC chúng ta nói là DBC và diện tích hình thang ABCD. Như vậy thì cái diện tích của cái tam giác DBC nó sẽ bằng đường cao là BH, ở đây là bằng A này, nhân với DC và nhân với 1/2. Như vậy thì chúng ta đã tính được, đúng không? Còn ở diện tích hình thang ABCD thì nó sẽ bằng hai đáy cộng lại nhân 1/2 và nhân với đường cao, đã có sẵn hết rồi. AB là bằng A, còn DC là bằng 2A, còn đường cao đây là bằng AD, đây chính là A, nhân 1/2. Tính tỷ số nghĩa là lấy cái anh đây chia cho anh đây. Không nào? Rất là dễ. Như vậy ở đây chúng ta có câu B các em. Như vậy thì ở đây bây giờ thầy sẽ tính cái, nghĩa là ở đây người ta yêu cầu cái tỉ số về diện tích của tam giác DBC trên cho diện tích của hình thang ABCD là bằng bao nhiêu đó các em. Thì bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta tính thôi. Nó đã có sẵn hết trên hình rồi các em ha. Bây giờ thầy tính diện tích của hình thang ABCD trước đây. Sẽ bằng 1/2 nhân hai đáy là AB cộng CD và ở đây cộng cho AD theo đúng công thức, bằng 1/2 nhân AB chúng ta là A, đây là 2A và nhân ở đây sẽ là A. Nhưng mà thì diện tích của cái hình thang ABCD sẽ bằng 1/2 A cộng A là bằng 3A, nhân đây chính là 3A bình phương. Phải nói là này, A cộng A là bằng 3A, 3A nhân A đây chính là 3A bình phương. Như vậy nó chính là bằng 3/2 A bình phương. Có được chưa? Đó. Còn cái diện tích của cái tam giác DBC thì bằng 1/2 nhân BH và nhân cho DC sẽ bằng 1/2. BH chúng ta là A, DC chúng ta sẽ là 2A. 2 với 2 này thu gọn, như vậy còn A với A đây là còn A bình phương ở đây. Được chưa? Như vậy thì chúng ta suy ra cái tỷ lệ diện tích của tam giác DBC trên diện tích của tam giác hình thang ABCD. Như vậy đây bằng A bình phương chia cho gì? 3/2 A bình phương. Các em mới thấy nè. Như vậy A chia A bình phương chia A bình phương này hết, nghĩa là còn 1 này chia cho 3/2 thì nhân đã trở thành là 2/3. Xong. Được chưa? Hiểu đúng không? Rất là dễ hiểu. Xong nha. Chúng ta sẽ đi sang câu C. Tính tỉ số diện tích tam giác ABC và diện tích của tam giác ABD. ABC. Các em thấy không? Như vậy thì ABC rồi. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu tính cái tỉ số diện tích của tam giác ABC với cái tỉ số diện tích tam giác DBC. Như vậy DBC thì nãy diện tích đã có sẵn rồi, người ta không cần tính nữa, là bằng A bình phương đúng không nào. Còn diện tích của tam giác ABC mà các em thấy là cái đường cao của cái tam giác ABC nó chính là bằng đường cao của cái hình thang AD đây. Như vậy thì cái diện tích của tam giác ABC nó sẽ bằng là gì các em? 1/2 nhân cho A và nhân cho A, hơn nào. Ok, như vậy thì ở đây chúng ta có thể tính câu C như sau các em. Cái tam giác ABC có cái chiều cao bằng cái chiều cao của hình thang ABCD và bằng, ở đây bằng A các em. Có được chưa nào? Như vậy thì chúng ta suy ra cái diện tích của cái tam giác ABC nó sẽ bằng 1/2 nhân A và nhân A thì nó sẽ bằng 1/2 A bình phương. Nên chúng ta sẽ suy ra cái tỷ lệ diện tích giữa diện tích của tam giác ABC chia diện tích của tam giác DBC thì sẽ bằng 1/2 A bình phương chia cho A bình phương. Thì như vậy A bình phương chia A bình phương hết, nhưng mà chứng tỏ là bằng 1/2 nha. Đó. Rồi, các em nhìn lại ở cái bài 94. Hình vẽ các em. Rất rõ đúng không em? Rất rõ. Câu A các em, nó nằm gọn trong màn hình nên các em nhìn trong màn hình luôn nhé. Đó. Nhìn vào câu B nè. Nhìn câu C nè. Rồi. Được chưa? Tới đây thì thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho các em bắt đầu từ bài 95 các em nhé. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha.